Kênh ký ức chiến tranh, trân trọng giới thiệu cuốn tự truyện với tựa đề Một thời để nhớ, tác giả Trịnh Duy Sơn, nhà xuất bản quân đội nhân dân Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Tập 5, vị tướng Ba Đi, đã qua nửa đêm Tổ khiêng tử sĩ do Nguyễn Ngọc Doanh dẫn đầu mới trở về đến khu nghĩa trang của đơn vị sau khi vượt qua cánh rừng lầy lội hơn chục cây số Mặc dù huyệt mộ đã được đào sẵn, nhưng anh em đều quá mệt, không còn đủ sức để mai táng đồng chí Doanh đồng chí quân thay mặt tổ khiêng tử sĩ tuyên bố gióng dạc anh em ta đưa được thi thể đồng chí doanh về đến đây là cố gắng lắm rồi bây giờ ta đưa anh xuống huyện và đắp tạm cho anh chiếc võng sáng mai ta sẽ dậy sớm để mai táng chu đáo cho anh quân nói tôi xin gác trước sau đó đến lượt đồng chí phẫu rồi đến đồng chí lính tuyệt đối không ai được ngủ gật khi gác kinh nghiệm cho thấy vùng núi rừng này rất nhiều kỳ đà thậm chí còn có cả hổ nữa nếu ai sơ suất để thú rừng moi ruột đồng chí Doanh, sẽ bị kỷ luật nặng. Qua đêm, khi mới hơn giờ sáng, quân đã dục phẫu và lính dậy để mai táng cho đồng chí Doanh. Trong khi phẫu và lính về oải xúc từng sẻng đất lấp lên phần đầu Doanh, quân mới chợt nhận ra một điều. Quân sực nhớ tối qua Doanh không còn dép, quân nghĩ có lẽ anh Doanh sẽ dép dưới âm phủ nếu không có dép. Với ý nghĩ đó, quân nhảy xuống huyệt, cúi xuống sờ hai bàn chân Doanh. Anh em ơi, chân Doanh còn nóng quân la lên, phẫu và lĩnh lập tức dừng việc lấp đất và nhảy xuống huyệt khiêng anh Doanh lên mặt đất, làm các động tác cấp cứu. Chỉ với suy nghĩ nhường dép cho đồng chí Doanh, Nguyễn Ngọc Doanh đã được cứu sống và còn sống đến ngày nay. Nguyễn Ngọc Doanh sau này trở thành thiếu tướng, người đã tham gia trận đánh phục kích đại đội biệt kích địch trên đường 10 vào ngày 10 tháng 8 năm 1966, một trận thắng giòn giá. Trận này không chỉ là kỷ niệm đầu đời mà còn là biểu tượng của tình nghĩa đồng đội trong lúc cận kề cái chết. Trận đánh Đồn Tân Hưng vào ngày 11 tháng 7 năm 1967 là trận đánh công sự vững chắc đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ, được chỉ huy bởi đồng chí Lê Nam Phong, trung đoàn trưởng sau này là trung tướng. Doanh, lúc này là chính trị viên đại đội 1, cùng ban chỉ huy dẫn quân chiếm lĩnh trận địa. Thời điểm đó, anh em bị đói và sốt rét kéo dài, hầu hết bị quáng gà, phải dùng dây buộc người trước với người sau để dắt nhau vào vị trí. Khi nổ súng, hàng rào chưa kịp mở thì địch đã chống trả dữ dội đồng chí Thẩm Quang Bình, đại đội phó, hy sinh, Lê Viết Tuy, đại đội trưởng và Nguyễn Văn Ấm, chính trị viên phó, bị thương. Lúc này, đại đội chỉ còn 9 người, doanh đã dũng cảm bỏ lên, dùng lựu đạn kích nổ bộc phá, giúp bộ đội ta nhanh chóng làm chủ trận địa. Tuy nhiên, doanh bị thương nặng và phải được khiêng về trạm phẫu. Sau lần bị thương thứ hai, doanh được chuyển về ban tham mưu trung đoàn. Dù bị thương, anh vẫn kiên trì luyện tập tháng 12 năm 1968, danh được bổ nhiệm làm chính trị viên phó tiểu đoàn. Tháng 2 năm 1969, tiểu đoàn của anh tham gia tiêu diệt tiểu đoàn lính dù Mỹ vừa đổ bộ xuống bến tranh, địch phản công quyết liệt bằng xe tăng và máy bay. Trận này, Doanh lại bị thương nặng. Tháng 5 năm 1969, anh được bổ nhiệm làm chính trị viên tiểu đoàn. Sau trận đánh ở đồi 224 Lộc Ninh, tháng 7 năm 1969, anh được bổ nhiệm làm phó chính ủy trung đoàn 141. Từ cuối năm 1969 đến đầu năm 1974, doanh tham gia hàng chục trận đánh, tiêu diệt hàng trăm tên địch và phá hủy nhiều xe tăng, thiết giáp của địch. Tháng 1 năm 1974, doanh được bổ nhiệm làm chính ủy trung đoàn 141, cùng trung đoàn tham gia giải phóng Xuân Lộc, thị xã Long Khánh, và tiến về Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau giải phóng, Trung đoàn 141 được giao nhiệm vụ quân quản tại thành phố mới được giải phóng. Doanh cùng ban chỉ huy lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn khó khăn này. Tháng 11 năm 1975, cấp trên cử Nguyễn Ngọc Doanh đi học lớp bồi dưỡng văn hóa, sau đó tiếp tục học tại Học viện Quân sự cao cấp. Tháng 8 năm 1980, anh tốt nghiệp và được điều về làm phó sư đoàn trưởng sư đoàn 7. Lúc này, sư đoàn 7 đang làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn ở Campuchia, và doanh lại tiếp tục chiến đấu cùng đơn vị, vừa mở đường vừa chiến đấu ở khu vực đèo khỉ, giáp sông Mê Lan, gần biên giới Thái Lan. Đầu năm 1982, tình hình cách mạng Campuchia phát triển tốt, bạn thành lập sư đoàn 196 đầu tiên và doanh được cấp trên điều sang làm chuyên gia, giúp đỡ bạn. Tháng 3 năm 1983, doanh được điều về làm phó đoàn trưởng rồi đoàn trưởng đoàn 7704. Tháng 10 năm 1987, anh được bổ nhiệm làm phó tư lệnh chính trị mặt trận 479 tháng 4 năm 1988, danh được điều về làm phó tư lệnh chính trị quân đoàn 4. Từ tháng 10 năm 1991, Nguyễn Ngọc danh đảm nhiệm trước phó hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân 2 và sau đó được phong hàm thiếu tướng. Tuy nhiên, do nhiều lần bị thương, ảnh hưởng đến sức khỏe, từ tháng 6 năm 1992, danh phải vào viện điều trị dài ngày và đến tháng 7 năm 1997 thì nghỉ hưu. Những thành tích chiến đấu, công tác và học tập của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Danh từ năm 1963 đến năm 1992 thật đáng khâm phục. Anh đã trải qua nhiều cương vị từ chiến sĩ, tiểu đội trưởng đến phó tư lệnh chính trị quân đoàn 4 và phó hiệu trưởng Trường sĩ quan lục quân 2. Anh tham gia trực tiếp nhiều chiến dịch lớn, đánh hàng trăm trận, bị thương nặng 4 lần nhưng không bao giờ chịu rời chiến trường. Tháng 8 năm 2012, khi mới nhận quyết định làm giám đốc trung tâm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ việt nam thiếu tướng nguyễn ngọc doanh đã chọn tôi làm cấp phó công việc của chúng tôi ít khi họp hành dườm già thường khi có việc gì cần tôi đến nhà ông để trao đổi tuy đã rời quân ngũ nhiều năm nhưng tướng doanh vẫn bận rộn hơn cả thời còn cầm quân gặp ông không phải lúc nào cũng dễ thành ra đã thành thông lệ mỗi khi muốn gặp ông tôi phải gọi điện trước xem ông có ở nhà không nhiều lần tôi gọi đến nhà chỉ gặp chị đinh thị minh phương vợ ông và chị thường nói, anh chú đi học, chiều mới về, hoặc, anh chú đi miền đông tìm mộ liệt sĩ rồi, hay, anh chú bị vết thương tái phát, đang điều trị ở bệnh viện 175. Nghe mãi thành quen, đến nỗi tôi đặt cho ông biệt danh tướng ba đi, vì công việc của ông chủ yếu là đi họp, đi tìm mộ liệt sĩ, và đi viện. Biệt danh này cũng được nhiều anh em cựu chiến binh hưởng ứng, gọi ông một cách chiều mến là tướng ba đi. Từ khi thành lập trung tâm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, với sự chỉ huy nhạy bén và kiên trì của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, Trung tâm đã tìm kiếm và đưa về hơn 350 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó hơn 50 hài cốt đã được đưa về quê hương liệt sĩ. Dù cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã lùi xa hơn 45 năm, nhưng địa hình, địa vật đã thay đổi nhiều, có những nơi phải vượt qua hàng chục cây số đường rừng, dốc cao, suối sâu, bất kể nắng mưa để đến được nơi chôn cất liệt sĩ. Nhiều khi phải dùng cả máy ủi, máy đào để khai quật mộ, tướng doanh vẫn có lúc phải ngủ lại trong rừng, ăn lương khô, mì tôm như thời chiến. Trong cặp tài liệu của ông vẫn còn hàng chục tấm sơ đồ mộ trí với hơn 500 liệt sĩ ở đồi Bắc Sơn, 164 liệt sĩ ở Cần Lê, 1067 liệt sĩ ở Bù Gia Mập, 901 liệt sĩ ở Tàu Ô, và hàng chục nghìn liệt sĩ ở khắp các chiến trường Nam Bộ và Campuchia. Các sơ đồ này đều ghi rõ tên, quê quán của từng cán bộ, chiến sĩ nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Điều này khiến tướng doanh luôn chăn trở, với nỗi niềm đau đáu đến bao giờ mới tìm được hết hài cốt của các liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh đã dành suốt 25 năm qua, ngoài những lúc phải vào viện điều trị vết thương tái phát, để tham gia các công tác xã hội. Ông là trưởng ban liên lạc truyền thống của nhiều đơn vị như Mặt trận 479, Quân đoàn 4, Sư đoàn 7, Sư đoàn 312. Ông thường đến thăm và bỏ tiền túi mua quà chăm lo cho các gia đình chính sách, giúp đỡ từng cựu chiến binh khi họ ốm đau hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng điều mà ông quan tâm nhất vẫn là việc đi tìm hài cốt liệt sĩ. Quá trình tham gia cách mạng của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh là cả một chặng đường dài. Chỉ riêng những gì ông đã làm trong công tác xã hội và chăm lo cho đồng chí, đồng đội kể từ khi rời quân ngũ đến nay cũng đủ khiến chúng ta khâm phục đức tính bền bỉ và khiêm nhường của một vị tướng già, bị thương tật, mất tới 78% sức khỏe. Với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, Câu nói, về nhà chưa hết việc quân, thật sự không sai chút nào. Người thương binh kỳ lạ, ngày nào cũng vậy, cứ đến khoảng 12 giờ trưa và 18 giờ chiều, khi mọi người từ bác sĩ, nhân viên đến các bệnh nhân trong bệnh viện thống nhất đều đã ăn cơm xong, thì có một bệnh nhân chừng 60 tuổi, cụt chân trái, ở cùng phòng bệnh với tôi, lại lắp chiếc chân giả vào khúc chân cụt cong queo, sần sùi như một khúc củi. Sau đó, chị vội lấy chiếc bao sát rắn và bắt đầu đi bới từng thùng rác, nhặt từng miếng thịt, cọng rau, chút cơm của những người ăn thừa ở khắp các tầng lầu của bệnh viện. Độ gần một tiếng sau, chị Lễ mễ mang về cửa phòng một bao tải đầy chật cứng thức ăn thừa. Nhanh thoăn thoát, chị lại hì hục khuôn vác, chuyển bao tải xuống cầu thang máy rồi đem đi đâu đó. Chừng hơn một tháng sau chị mới quay lại phòng bệnh, đã có vài lời phàn nàn của những người khó tính nằm giường bên cạnh. Họ cho rằng bà ấy không ý tứ, mùi cá, mùi nước mắm hôi rình ấn vào mũi người khác. Họ còn nói, nghèo đói đến đâu mà phải làm vậy, đã què còn hay đi hay nói, làm mất cả giấc ngủ trưa của người ta. Đâu chỉ có việc ngày hai lượt đi lượm thức ăn thừa, chỉ còn có tật khác. Mỗi buổi sáng, sau khi các bác sĩ thăm khám xong, chị lại sang phòng của một bệnh nhân nam chừng 80 tuổi, trò chuyện tiếu tít. Hết rửa bát, quét phòng, lau người cho ông, chị còn xuống căng tin mua dùng những thứ ông cần có khi tận lúc đi ngủ chị mới về phòng mình mấy bà khác tò mò gặng hỏi ông ấy là người nhà hay người tình mà bà quan tâm vậy chị đáp thản nhiên bà con gì đâu ông ấy bệnh nặng các con ông bận đi làm tối mới vào thăm mình còn sức hơn người ta thì đỡ đần một chút có mất mát gì đâu vốn tò mò tôi cũng sớm biết tên chị là trần thị hoa những ngày sau tôi luôn để mắt xem chị làm những gì và tìm cớ hỏi han về gia cảnh của người bệnh nhân đặc biệt này một buổi tối Thấy chị Hoa có vẻ thư thái, tôi ân cần hỏi chị quê gốc ở đâu. Chị vui vẻ trả lời, em sinh ra và lớn lên ở thôn Phú Phạm, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Tôi hỏi tiếp, chị bị cụt chân từ bao giờ và trong hoàn cảnh như thế nào? Chị chậm rãi kể, ngày em còn nhỏ, cha đi kháng chiến, nên mẹ con em khổ lắm. Anh trai em mới 13 tuổi cũng theo cha, má em làm ăn vất vả, chồng con đi biển biệt, lại bom đạn địch đánh phá ác liệt, nên bà ngã bệnh tâm thần, đi lang thang khắp vùng. Em lúc đó mới chừng 10 tuổi, đói quá cũng phải bỏ nhà đi ăn xin khắp nơi. Nhiều lần có các đơn vị lính ngụy đến càn quét, em cũng xà vào bếp nhặt rau, rửa bát cho họ, rồi họ cho em ăn no, còn cho cơm cháy đem về. Chị kể tiếp, sau đó, may mắn có người dẫn em đến một cô nhi viện. Sống ở đó được một thời gian, em được các mẹ, các cô thương yêu, chăm sóc. Nhưng rồi chiến tranh ác liệt hơn, nhà cửa, ruộng vườn bị bom Mỹ tàn phá cô Nhi viện cũng bị đánh tan hoang em lại trở về cuộc sống lang thang không nhà cửa không người thân may thay em gặp một tổ du kích và từ đó cứ bám theo họ ban đầu mục đích của em chỉ là xin ăn nhưng rồi em theo các anh chị đi tải thương gùi đàn lương thực cho bộ đội chị trầm ngâm kể tiếp đầu năm 1968 em nhận tin ba và anh trai hy sinh còn mẹ không biết bà sống hay đã chết ở nơi nào một đêm giữa năm 1968, trong lúc bộ đội ta tập kích một đồn địch, em dẫm phải mìn. Chân trái bị gãy nát, máu ra, nhiều quá, em ngất đi. Sau này mới biết, mọi người nghĩ em không qua khỏi, nên họ đưa ba thương binh về trạm phẫu trước, rồi quay lại tính tiếp. Khi tỉnh dậy, em đã thấy mình nằm trong bệnh viện Tây Đức từ lúc nào không biết. Toàn thân đau nhức, cả hai chân đều được băng trắng toát, đơ cứng như khúc gỗ. Dù lúc đó em còn nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn nghe rõ lời cô hộ lý nói với bác sĩ, cô bé này lạc gia đình, đi vấp phải mìn, có mấy người dân đưa đến đây rồi bỏ đi luôn, mong ông cứu sống cô ấy. Ngày ấy, em khoảng 17 tuổi, đã tham gia hoạt động du kích được vài năm, nên phần nào cũng hiểu biết về cách mạng và việc giữ gìn bí mật. Em hiểu rằng khi mình bị thương, các anh chị trong đội du kích phải tập trung đưa thương binh về trạm phẫu thuật trước. Còn em, các anh chị coi như một cô bé nghịch ngợm, đạp phải mìn nên nhờ người dân đưa đến bệnh viện chữa trị sẽ an toàn hơn. Vì vậy, em chỉ khai mình là thường dân, cha mẹ chết vì bom đạn Mỹ, và yên tâm chữa vết thương tại Bệnh viện Tây Đức suốt 10 tháng. Khi chiến tranh này càng ác liệt, bệnh viện chuyển em về Hội An để tiếp tục điều trị. Em nhớ mãi bác sĩ Toàn ở đó rất thương em và đã đề nghị làm chân giả cho em. Nhưng rồi, một ngày, không biết ai đó đã báo với bọn mật thám rằng em là Việt Cộng, bị thương khi đi cài mìn. Ngay sau đó, em bị một tên tắt liên tiếp đến nỗi tưởng như đầu mình vỡ ra. Họ tống em ra khỏi bệnh viện ngay trong ngày. Em trở lại cuộc sống lang thang, khắp nơi, chỉ với một chân và đôi nạng gỗ. Em theo dòng người chạy loạn, trèo lên xe đò đến Long Khánh, rồi xin vào làm thuê ở các đồn điền cao su, dọn cỏ, cạo mủ thuê cho chủ. Sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, em gặp lại anh Huỳnh Tiến, người từng cùng em tham gia du kích. Ngày đó, anh Tiến rất quý mến và đã ngỏ lời yêu em nhưng rồi anh bị địch bắt hai người mất liên lạc từ đó giờ đây anh trở về với cơ thể bệnh tật gầy yếu vì bị tra tấn nhiều năm trong tù em đã nhiều lần khuyên rằng em nay cụt chân anh thì ốm yếu lấy nhau không biết sống bằng gì nhưng anh vẫn kiên quyết muốn hai người phải kết hôn sau khi cưới vợ chồng em gặp muôn vàn khó khăn trong vòng ba năm em sinh cho anh hai đứa con nhưng cuộc sống chẳng êm đềm vợ chồng chưa kịp sống cùng nhau được bao lâu thì anh Tiến qua đời. Không lâu sau, con trai em cũng chết vì căn bệnh sốt rét ác tính. Em thành thật chia sẻ, nếu không vướng bận con gái út, có lẽ em đã uống thuốc sâu để theo chồng. Khi kể đến đây, chị Hoa không cầm được nước mắt, khóc nước nở. Cả phòng bệnh im lặng, ai cũng rơi lệ, nhìn chị bằng ánh mắt đầy thương cảm. Tôi hỏi, vậy chị đã xoay sở thế nào để sống đến giờ? Chị kể, lúc tưởng như không còn đường sống, em quyết định bế con bé út vào Sài Gòn em làm thuê cho một bà chủ bán rau quả ở chợ Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình. Sau gần chục năm, được bà chủ tin tưởng và thương mến, bà gợi ý cho mẹ con em lập sạp bán rau quả riêng. Bà còn cho mẹ con em ở trọ mà không tính tiền. Dần dần, việc buôn bán ổn định, em và con dành dụng được chút tiền. Mẹ con em thuê đất ở quận 12 để trồng rau muống. Sau vài năm, gom đủ tiền, em mua luôn mảnh đất đó khi nhà nước có chủ trương chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất thổ cư, em san lấp mặt bằng, xây nhà để ở. Đất còn dư, em làm vài phòng trọ cho người dân thuê giá rẻ, kiếm thêm chút tiền. Khi cuộc sống ổn định hơn, dịp Tết Nguyên đán năm 2015, em mới dám nghĩ đến việc đưa con về Quảng Nam thăm bà con và viếng mộ tổ tiên. Điều may mắn là trong chuyến về quê này, em gặp lại anh Mười Tăng và anh Dương Nhẫn, cùng từng khiêng thương binh với em trong đội du kích. Sau 37 năm bạc tin, giờ anh em mới được gặp lại, mừng vui khôn tả. Tuy nhiên, các anh rất bất ngờ khi biết đến tận bây giờ, em vẫn chưa được hưởng chế độ thương binh. Vậy là sau mấy ngày nghỉ Tết, cả anh Mười, Tăng và anh Dương Nhẫn đã cùng hướng dẫn em làm đơn và trực tiếp đưa em nộp tại phòng lao động thương binh và xã hội huyện Đại Lộc. Cuối năm 2015, em chính thức được nhà nước công nhận là thương binh loại 2. Thú thực, trước đó em chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ được hưởng chế độ dành cho thương binh vào một buổi chiều, mới hơn 4 giờ, mà sinh, con gái chị Hoa, cùng hai đứa cháu của chị đã lên thăm mẹ và bà. Cả bốn người tay sách nách mang đủ thứ, đào cặp lồng đựng thịt gà, cá kho, đào túi ni lông đựng rau sống, trái cây các loại. Dường như đoán được sự tò mò của mọi người, sinh liền lên tiếng, thưa các ông bà cô chú, hôm nay là cuối tuần, vợ chồng con cái chúng cháu tranh thủ tới thăm mẹ và thăm các ông bà cô chú ở cùng phòng bệnh với mẹ cháu. Một số món ăn thịt cá, rau quả đều là do chúng cháu tự trồng và chăn nuôi trong vườn nhà mẹ cháu cũng góp công vào việc đó chúng cháu đã nhiều lần can ngăn mẹ nên nghỉ ngơi chữa bệnh nhưng bà còn tham công tiếc việc cứ đi nhặt thức ăn thừa mang về sạp rau ở chợ hoàng hoa thám để chúng cháu mang về chăn nuôi hôm nay chúng cháu mang chút quà cây nhà lá vườn biếu các ông bà cô chú mong mọi người thông cảm cho mẹ cháu bà cả đời gian khổ giờ cuộc sống đã khá hơn nhưng vẫn còn tham công tiếc việc còn sức là bà còn làm mấy năm trước mẹ cháu còn đi bán vé số có người thương tình thấy bà cụt chân nên cho cả triệu bạc nhưng bà nhất định không lấy bà thường nói với những ân nhân tôi thương tật nhưng vẫn còn kiếm ăn được các anh chị để dành tiền giúp những người khó khăn hơn tôi từ khi được nhận lương thương binh mỗi lần ủy ban nhân dân phường hoặc khu phố xét trợ cấp cho người nghèo mẹ cháu đều từ chối để nhường lại cho người khác mọi người trong phòng bệnh vừa quây quần thưởng thức trái cây như bưởi xoài chôm chôm vừa lặng lẽ nghe sinh kể chuyện về người thương binh kỳ lạ đến hôm nay tôi mới hiểu rõ mọi chuyện ai nấy đều ngưỡng mộ một con người quả cảm đã chịu đựng bao mất mát hy sinh để vươn lên trong nghịch cảnh cả trong gia đình lẫn trong chiến tranh tàn khốc mà vẫn giữ tấm lòng rộng mở bao dung và nhân ái với mọi người tôi ngồi lặng như bị thôi miên ngắm nhìn hai đứa cháu ngoại đang âu yếm ôm lấy khúc chân cụt của bà như ôm một báu vật chị hoa cười rạng rỡ trông chẳng giống người đang mang bệnh Tôi thầm nghĩ, khi ra Việt, mình nhất định sẽ đến thăm gia đình và vườn cây ăn trái của chị Hoa, một người du kích bị thương khi làm nhiệm vụ, mà gần nửa thế kỷ sau vẫn chưa bao giờ nghĩ mình là một thương binh. Hoa Cúc Quỳ, vì tôi nhập ngũ được 3 năm thì dì Quỳ cũng đi thanh niên sung phong, nên ước mơ gì cháu gặp nhau bao nhiêu năm nay vẫn chưa thực hiện được. Mẹ tôi và dì Quỳ là hai chị em ruột nhưng mẹ tôi sinh ở Bắc Ninh còn dì quỳ lại sinh ở Vinh, Nghệ An, nên từ nhỏ đến lớn, hai dì cháu chưa bao giờ được gặp nhau. Dì kém tôi mấy tuổi, nhưng từ khi biết tôi nhập ngũ, dì thương tôi vất vả gian khổ nên đã tìm ra địa chỉ hòm thư của tôi và luôn chủ động gửi thư động viên tôi. Qua những lá thư trao đổi, dì luôn theo dõi từng bước chân của tôi, từ Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa, rồi đến tận ngày tôi hành quân sang chiến đấu ở cánh Đồng Chum, siêng khoảng, giúp các bạn Lào. Khoảng 3 tháng, tôi lại nhận được thư của dì qua đường dây quân biêu. Dì luôn động viên tôi giữ gìn sức khỏe và không được xa suốt ý chí chiến đấu. Biết tôi nhập ngũ từ khi còn đang học phổ thông, không có một mảnh tình nào vướng bận, dì càng quan tâm hơn. Dì quỳ làm việc tại nhà máy ép dầu sơ tán về huyện Thanh Trương, thuộc đơn vị thanh niên sung phong của tỉnh. Được khoảng 6 tháng, dì viết cho tôi một lá thư khá dài, kèm theo trong phong bì có hai tấm ảnh, một tấm phía sau ghi họ tên dì là Phạm Thị Xuân Quỳ, còn một tấm ghi tên em Thu Hiền. Đặc biệt, trong thư lần này, gì kể khá rõ về hoàn cảnh của em Thu Hiền, Thu Hiền quê ở Quỳnh Lưu, mẹ mất sớm, bố phải chịu cảnh gà trống nuôi con. Cũng trong thời gian ấy, ở cánh đồng Chum, chúng tôi bị địch ngăn chặn và đánh bom dữ dội, nên từ một đơn vị lính pháo cối 82 ly, chúng tôi phải tạm thời chuyển sang làm lính vận tải gạo và khiêng cáng thương binh. Ngày đó, không có điện thoại liên lạc như bây giờ. Trên đường vận tải mỗi khi gặp đoàn thanh niên sung phong của nghệ an tôi lại lớn tiếng gọi có ai tên là xuân quỳ hay thu hiền không thực sự bao nhiêu lần gọi như vậy luôn có nhiều cô gái nhận mình là thu hiền hoặc xuân quỳ nhưng khi tôi tiến lại gần thì chẳng cô nào có khuôn mặt giống ảnh của dì tôi và em thu hiền những lần nhận nhầm như vậy thường đem lại tiếng cười thoải mái cho cả tiểu đội và cánh thanh niên sung phong khi đến trạm dừng chân vừa mắc võng nghỉ ngơi tôi lại lôi thư của dì ra đọc và ngắm hai tấm ảnh Điều thú vị hơn nữa là lá thư và hai tấm ảnh của dì chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp đại đội 14, trở thành tài sản chung của tiểu đội chúng tôi. Vì tiểu đội đầy đủ cũng chỉ có 12 người, riêng cái thằng nghiêm thì mê tấm ảnh của tôi thật sự. Tôi đã cho nó xem ảnh gì cả chục lần rồi mà nó vẫn cứ muốn giữ làm của riêng. Là thật, đến cả tôi còn chưa biết mặt gì ngoài đời, thế mà thằng Triều, pháo thủ số 1, lại cứ ganh tị sơn, mày ngon cơm quá. Mày có quen ai thì giới thiệu cho tao một em đi bước sang giai đoạn 2 của chiến dịch, tình hình càng khó khăn hơn. Chúng tôi nhận súng và quay lại vị trí chiến đấu. Quân địch đánh phá ngày càng ác liệt hơn, ngay cả gạo, đàm, thuốc men, những thứ thiết yếu hàng ngày, còn chẳng chuyển kịp vào, thì lấy đâu ra thư tử hậu phương chuyển ra mặt trận. Cả trung đoàn 16 năm phải chuyển sang ăn bí ngô và ra đồng tuốt lúa của dân chạy giặc. Đã có người trong tiểu đội đem quần áo và ảnh phụ nữ đổi cho dân lấy gà vịt và rau quả. Lạ thật, Ngày ấy, chỉ cần ảnh của ca sĩ AV, hoặc nghệ sĩ TG, cũng đổi được một con chó hay vài con gà. Cậu Thông ở tiểu đội 2 đã nhiều lần năn nỉ tôi đem ảnh của dì Quỳ và Thu Hiền đi đổi, nói khéo, khéo được hai con gà to đấy. Nhưng nhất định tôi và anh em trong tiểu đội không ai nghe lời cậu ấy. Đến trận đánh cuối cùng của chiến dịch 139, tiểu đội tôi triển khai chốt trên quả đồi mâm xôi ở khu vực Phạm Thông để yểm trợ cho bộ binh giữ chốt. Vào một buổi trưa nắng đẹp, bỗng một chiếc máy bay trinh sát OV-10 bay rất thấp, lượn nhiều vòng, rồi bắn một quả pháo khói chúng ngay vào trận địa của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng thời gian này, bọn phi công Mỹ đã sử dụng tia laser để điều khiển bom tới chúng mục tiêu. Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đều lập tức rời khỏi trận địa pháo, chạy và lăn xuống dốc núi. Khi bom nổ, đất đá tung tóe, xô so chúng tôi xuống khe núi. Máy bay thả hai đợt bom rồi bỏ đi. Khi bầu trời yên tĩnh trở lại, chúng tôi mới hoàn hồn, gọi nhau ý ới, thật may mắn không ai bị thương. Tuy nhiên, mặt mũi, chân tay chúng tôi đều chảy xước, bê bết bùn như những con cua mới bỏ ra từ hang. Khi quay lại kiểm tra, chúng tôi thấy hầm pháo đã biến thành một hố sâu như cái ao nhỏ, không còn dấu vết của khẩu cối 82 ly hay 30 quả đạn pháo, tất cả đều biến mất mà không để lại mảnh vụn nào. Cách hầm pháo khoảng 10 mét là nơi chúng tôi ngủ nghỉ và để tư trang, giờ đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn mỗi chúng tôi chỉ có một chiếc ba lô xẹp lép với vài bộ quần áo cộc và vài thứ lặt vặt nếu mất cũng chẳng đáng tiếc nhưng thứ đáng giá nhất đối với tôi là hai tấm ảnh và lá thư của dì những kỳ vật quan trọng chưa kịp nói gì cậu nghiêm đã đề nghị anh em ơi tôi biết mọi người đều mệt và đói nhưng hai tấm ảnh của dì và bạn thằng sơn mà mất thì tiếc quá chúng ta cùng bới đất tìm ảnh nhé tất cả đều đồng tình với đề nghị của cậu nghiêm vậy là cả năm anh em thay nhau đào bới gần một tiếng đồng hồ mới tìm thấy chiếc ba lô của tôi và hai tấm ảnh kỷ niệm. Nhờ đó, tôi và anh em trong tiểu đội lại có hai tấm ảnh để ngắm sau những giờ phút căng thẳng và gian khổ. Trong chiến dịch 139, tiểu đoàn 312 cùng các đơn vị của mặt trận đã giải phóng hoàn toàn cánh đồng chum Sau đợt một, chúng tôi được rút ra khu rừng ven bờ sông Ngậm Ngùi để củng cố. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là hầu hết mọi người đều nhận được thư nhà hoặc thư của bạn bè, người yêu. Còn tôi, điều tôi mong mỏi nhất là nhận được thư của dì quỳ vì lúc này mẹ tôi đã già chỉ cần qua thư của dì là tôi biết tình hình sức khỏe của mẹ và gia đình hơn nữa tôi còn mong dì kể thêm về em thu hiền nhưng trái với mong đợi tôi không nhận được thư của dì quỳ mà lại nhận được thư của cậu cường em trai của mẹ tôi và là anh của dì quỳ tay tôi run run bóc thư ra sau dòng thăm hỏi cậu báo tin buồn dì quỳ của cháu đã hy sinh rồi dì hy sinh bên sông lam sau khi cứu được hai đồng đội bị đuối nước hôm đó sau khi tan ca dì quỳ cùng hai người bạn ra sông lam tắm không hiểu sao mới xuống tắm một lúc thì cả hai người bạn bị dòng nước cuốn trôi dì quỳ vốn bơi giỏi từ nhỏ lập tức lao ra dòng nước siết cứu bạn dì đưa được người thứ nhất vào bờ nhưng người thứ hai đã bị nước cuốn đi xa dì quỳ chạy dọc theo mép nước rồi bơi ra cứu người bạn thứ hai người này vì quá hoảng loạn đã bám chặt lấy gì khiến cả hai chìm dần. Khi dì dìu được bạn vào bờ, dì đã kiệt sức và ngất đi bên mép nước. Dù có hàng chục người xung quanh cố gắng cấp cứu, nhưng dì đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20. Đơn vị thanh niên sung phong và nhân dân huyện Thanh Trương đã an táng dì trên một sườn đồi bên bờ sông Lam, nơi có nhiều hoa cúc quỷ và hoa sim. Giữa đám đông đồng đội, tôi khóc hòa, mọi người đều ngạc nhiên và sửng sốt, cậu nghiêm giật lá thư tôi đang cầm, đọc nhanh rồi thốt lên, trời đất ơi, gì quỷ của thằng Sơn hy sinh rồi. Chiều hôm đó, cả tiểu đội gần như bỏ bữa. Trong lúc tôi đang đau buồn, cậu Hiếu bỗng nảy ra ý tưởng, chúng mày ơi, dựng cho thằng Sơn cái bàn thờ gì nó đi. Dũng văn bản thì đi chặt cây để làm bàn thờ, nhẫn thơi vào dân bản xin đu đủ, quả na, mắc cọp và chuối. Còn nghiêm và tôi thì ra chùa xin hoa trăm pa, hoa cúc quỳ và hái hoa mua từ sườn đồi. Sơn đưa cho tao tấm ảnh của dì mày, Tao sẽ dán nó lên một tờ giấy để có ảnh thờ. Chỉ sau hơn một tiếng, tiểu đội đã dựng xong một bàn thờ trang nghiêm trước đầu võng của tôi. Trên bàn thờ có ảnh của gì, xung quanh có rất nhiều trái cây như đu đủ, mãng cầu, chuối và mắc cọp, cùng các loại hoa, đặc biệt là hoa cúc quỳ vàng rực rỡ và hoa champa thơm ngát, lan tỏa khắp cánh rừng. Lần lượt, các cán bộ đại đội, trung đội và anh em chiến sĩ đều đến chia buồn và động viên tôi. Sau hơn một tháng củng cố chúng tôi lại hành quân qua cánh đồng chum, tiến về sản thông để tham gia chiến dịch 74B vào mùa mưa năm 1970, và chiến dịch Z vào mùa khô năm 1971 năm 1972. Trên những thảo nguyên bao la, hoa cúc quỳ mọc tràn lan, nở vàng rực, như muốn tiến chân chúng tôi vượt qua dãy 1300 vào dãy núi Nam Cha, mở cửa ngõ căn cứ Long Trẻm, Nơi xào huyệt của vàng bao, tên tay sai của Mỹ giết hại người dân Lào vô tội. Cứ mỗi lần ngắm hoa cúc quỳ, tôi lại thương nhớ gì quỳ ra giết. Và khi nhìn bầu trời thu xanh thẳm, tôi lại hình dung đôi mắt của em thu hiền, với ánh nhìn xa xăm vời vợi. Chỉ tiếc rằng, từ khi gì tôi hy sinh, tôi không còn biết địa chỉ để liên lạc với em thu hiền nữa. Tuy vậy, linh tính mách bảo tôi rằng, em vẫn luôn nhớ đến tôi và cầu mong cho tôi bình an. Kỳ lạ thay, vào tháng 6 năm 1972, Sư đoàn 312 chúng tôi được về nước để kịp tham gia chốt giữ thành cổ Quảng Trị vừa được giải phóng nhưng đang bị quân địch lấn chiếm. Khi đó, tôi lại nhìn thấy hoa cúc quỷ mọc nghiên man, nở hoa vàng rực rỡ như những mặt trời nhỏ. Nhưng có, một điều rất tiếc là, trong một trận đánh giáp lá cả ở đồi cây mít vào đầu tháng 7 năm 1972, vì sợ rơi vào tay địch, tôi đã phải đốt đi hai tấm ảnh, những di vật duy nhất mà dì quỷ đã tặng tôi từ năm 1969. Mùa xuân năm 1975 Quản sư đoàn mười hành quân thần tốc bằng cơ giới theo đội hình quân đoàn 1, từ Thanh Hóa vào Quảng Bình, vượt dãy Trường Sơn theo đường Hồ Chí Minh, qua Nam Lào vào Tây Nguyên, rồi thẳng tiến tới tận sông Bé. Ngồi trên xe, ngoài những vùng rừng núi bạt ngàn, tôi cũng thấy hoa cúc quỳ trải thảm vàng như những tấm lụa ai đó phơi từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác. Có vẻ như nơi nào bom đạn chảy nhiều, hoa cúc quỳ lại nở để vá lành những vết thương chiến tranh. Tôi thầm nghĩ, Hoa cúc quỳ mọc xanh tốt và nở những bông hoa vàng rực rỡ như vậy là nhờ một phần máu thịt của hàng triệu đồng đội và đồng bào cả nước đã ngã xuống, trong đó có cả những giọt máu đỏ của Di quỳ. Dù hai tấm ảnh mà Di quỳ tặng tôi không còn nữa, nhưng hình ảnh dì và em Thu Hiền vẫn luôn khắc sâu trong trái tim tôi cho đến tận hôm nay, và có lẽ sẽ suốt cuộc đời này. Di quỳ đã hóa thân vào các bụi tròn 50 năm rồi. Nếu còn sống, Thu Hiền có lẽ cũng đã ngoài 70, có chồng, con, cháu nội, cháu ngoại. Ước gì Thu Hiền và hai đồng đội thanh niên sung phong mà dì quỳ đã cứu thoát khỏi dòng nước xiết ở sông Lam năm 1970, có thể đọc được những dòng tâm sự này. Tôi đã một thời yêu em, tháng 4 năm 1973, sau khi chiến đấu ở Quảng Trị, Sư đoàn 312 được rút ra Thanh Hóa để củng cố. Lúc này, tôi đang làm trợ lý tuyên huấn của Ban Chính trị Trung đoàn 165 trải qua bao năm chiến đấu ở chiến trường Lào, rồi lại chuyển qua Quảng Trị, bị thương, bị sức ép, và sốt xét liên miên, sức khỏe tôi suy yếu. Đơn vị cho tôi đi an dưỡng ở đoàn an dưỡng quân khu 4. May mắn thay, ngay từ ngày đầu vào đoàn, tôi đã gặp anh Lê Bảo, người cũng đang an dưỡng. Anh Bảo là cán bộ tuyên huấn của Tổng cục Chính trị, từng làm phái viên chính trị tại Trung đoàn sáu năm trong thời gian tôi chiến đấu ở Lào. Chúng tôi gắn bó thân thiết, dù anh hơn tôi trên chục tuổi, nhưng anh rất hiền lành, chất phác và uyên bác. Một hôm, cháu của anh bảo, cô Yến mang cơm đến phòng. Yến là một cô gái rất xinh, với nước da trắng hồng, mái tóc dài và đôi má bầu bĩnh. Giọng nói của Yến trong trẻo, dễ đi vào lòng người. Cô vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị ra quân để ôn thi vào một trường dạy nghề. Tôi lúc ấy là một chàng trai 25 tuổi, chưa từng có tình yêu, và khi gặp Yến, cảm xúc như lúa đang hạn gặp mưa từ đó yến thường ở lại trò chuyện lâu hơn khi mang cơm đến những đêm trăng sáng tôi và yến hay đi bộ dọc bãi biển nói chuyện bâng quơ cả hai đều giữ khoảng cách vì ngại sự chú ý từ mọi người nhưng rồi anh bảo nhận ra tình cảm của chúng tôi một buổi sáng anh nói tôi thấy cậu và yến đẹp đôi đấy cậu cũng đến tuổi lấy vợ rồi hai đứa yêu nhau thì tôi ủng hộ cả hai tay tôi cảm ơn anh nhưng vẫn e rè vì chưa dám thổ lộ tình cảm sau đó, mỗi buổi chiều, tôi lại cùng Yến ra bờ biển dạo mát. Qua những lần trò chuyện, tôi biết Yến có ước mơ sau khi xuất ngũ. Đây là lần đầu tiên tôi yêu, nên rất trân quý và lo lắng giữ vững tư cách một quân nhân. Biết Yến hay mượn sách, tôi lén viết mấy câu thơ vào một tờ giấy và kẹp trong cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng để chờ Yến mượn. Bài thơ như sau: Hỏi em công chúa kiêu sa và mơ mộng, anh là khu đốn củi ủ than hồng, anh gom lửa cả một thời trai trẻ liệu bây giờ có đủ để sưởi ấm em không quả nhiên chiều hôm đó yến mang trả tôi hai cuốn sách và mượn cuốn hồng lâu mộng một tuần sau khi trả sách yến chỉ nói bâng quơ anh sơn làm thơ hay quá tối hôm ấy chúng tôi lại ra bãi biển ngắm trăng nhìn những đợt sóng từ xa khơi nối nhau hôn bờ cát trắng và lắng nghe tiếng rừng phi lao rì rào trong gió như một bản tình ca thời gian trôi nhanh đã gần một tháng và chúng tôi sắp trở lại đơn vị anh bảo đề nghị tôi muốn cậu hết đợt an dưỡng này về nhà mình chơi tôi sẽ xin cho cháu yến cùng về nhân dịp này tôi sẽ giới thiệu cậu với bố mẹ yến rồi xin phép anh chị cho cậu và yến yêu nhau cứ yêu đi khi nào hiểu nhau kỹ càng có điều kiện thì tổ chức đám cưới vào một buổi tối khi tôi và anh bảo đang thu xếp tư trang để sáng mai về quê yến mang tặng tôi một chiếc gối tôi đón nhận chiếc gối nhỏ xinh mà lòng vô cùng cảm kích vì từ bé đến giờ tôi chưa từng có chiếc gối riêng chỉ gối đầu trên ba lô hoặc bao gạo khi hành quân. Yến xin lỗi, gối em định thêu bông hồng với đôi chim câu và hai chữ hạnh phúc, nhưng mới thêu được nụ hoa thì anh đã đi rồi. Anh cứ mang đi, khi nào có điều kiện em sẽ thêu tiếp. Nhìn chiếc gối với nụ hoa hồng chưa hé nở, lòng tôi trào dâng cảm xúc. Sáng hôm sau, chúng tôi đi cùng chuyến xe đò về thanh trương. Anh bảo nói sẽ đưa tôi về nhà Yến trước để khoe với gia đình về con rể tương lai. Bố mẹ Yến vui mừng khi thấy con gái về chơi, và các chị gái của Yến, dù đã lấy chồng, cũng về tụ họp. Cả nhà vui như mở hội. Em trai và các cháu của Yến thì tiếu tít hỏi tôi về chiến trường, chú bị thương có ra nhiều máu không? Chú bắn được mấy thằng Mỹ, còn mấy bà chị hỏi tôi về quê quán, gia đình. Bữa cơm tối hôm đó thật thịnh soạn, hơn cả cỗ ngày Tết với thịt gà, cá sông lam, và các loại rau quả tươi ngon. Không khí gia đình ấm áp, vui vẻ làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc sau bữa cơm cả nhà quây quần bên ấm trà xanh chuyện trò tới khuya sáng hôm sau khi tôi và anh bảo sang nhà yến điều khiến tôi ngạc nhiên là đôi mắt yến đỏ hoe và sưng húp yến chỉ nói vội cháu chào cậu bảo em chào anh rồi quay mặt đi khóc thút thít tôi hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra mẹ yến mời tôi và anh bảo ngồi uống nước sau đó bà chậm rãi nói tôi cảm ơn cậu bảo đã dẫn anh sơn về thăm gia đình qua yến tôi biết anh sơn có thiện ý muốn lấy con gái tôi làm vợ nhưng tôi không thể đồng ý tôi có nhiêu con và không muốn gả chúng đi xa vì vậy nguyện vọng của anh sơn muốn lấy yến là không thể được anh đã về thăm gia đình chúng tôi thì cứ ở lại chơi nhưng tôi sẽ tạm lánh đi nơi khác mẹ yến vừa nói xong liền sách giỏ đồ và bỏ đi bố yến ngồi lại nói với vẻ bùi ngùi bà ấy kỳ cục quá có gì cũng phải nói từ từ người ta mới đến nhà mà cư xử như vậy thì khác nào đuổi người ta đi tôi xin lỗi anh anh cứ ở lại chơi với tôi và các em nam nữ bình đẳng tự do yêu đương không ai có quyền ngăn cản tôi đáp thưa bác đúng là con có lỗi nhà con ở tận hà bắc xa xôi lắm các cụ xưa có câu có con mà gả chồng xa một là mất dâu hai là mất con nhưng xa gần gì cũng ở trên đất nước việt nam này miễn là hai đứa yêu và thương nhau suốt đời có hiếu với cha mẹ là đủ nghe vậy anh bảo lên tiếng tôi cũng xin lỗi sơn chị tôi nóng này quá anh chị cũng chỉ muốn con cái ở gần để dễ chăm sóc nhau nhưng nguyện vọng của mẹ yến cũng rất đúng anh ạ à. chiến tranh chưa thể chấm dứt trong một sớm một chiều sau đây em phải về đơn vị rồi lại còn phải ra chiến trường còn yến thì sắp xuất ngũ và phải đi học nghề mẹ yến có hai con trai đều đang đi chiến trường nên bà rất mong có một nàng dâu để đỡ đần chiều hôm đó tôi và yến ngồi tâm sự dù tôi khuyên ngủ thế nào, Yến vẫn tấm tức khóc và liên tục xin lỗi vì sự nóng vội của mẹ mình. Tôi bảo Yến bình tĩnh suy xét, vì mẹ cô phản đối cũng chỉ vì hoàn cảnh thực tế. Yến sắp xuất ngũ và phải học nghề vài năm nữa, còn tôi phải về đơn vị và có lẽ không bao lâu lại phải đi chiến trường. Mẹ tôi mỗi ngày một già, rất cần có người đỡ đần sớm tối. Bố Yến tuy đồng ý cho chúng tôi yêu nhau, nhưng có lẽ ông chưa lường hết khó khăn của hai chúng tôi. Sau một buổi chiều trao đổi, chúng tôi chỉ có thể đi đến quyết định tạm chia tay trước khi đi tôi chỉ đưa cho yến một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà cậu tôi ở phố ngọc hà để có chỗ liên lạc tôi trở về đơn vị với tâm trạng buồn không tả xiết tôi biết yến cũng buồn như tôi nhưng dù buồn tôi vẫn ngày đêm mong tin từ cô thời ấy thỉnh thoảng tôi mới có dịp về hà nội công tác và ghé nhà cậu xem yến có gửi thư hay không lần nào cũng vậy cậu tôi chỉ bảo cô yến thi thoảng vẫn qua đây nói là bạn của cháu cô chỉ hỏi thăm cháu khỏe không, đã lấy vợ chưa, nhưng không gửi lại thứ gì. Hàng đêm, tôi thường ôm chiếc gối mà Yến tặng, nụ hồng Yến thêu vẫn tươi nguyên, nhưng không bao giờ nở thành hoa. Đôi chim câu và hai chữ, hạnh phúc, Yến phát hỏa bằng bút chì cũng phai dần theo thời gian. Tôi không còn cách nào để liên lạc với Yến. Tháng 3 năm 1975, tôi cùng sư đoàn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Tháng 6 năm đó, tôi trở lại miền Bắc, và bạn bè, người thân giới thiệu cho tôi một cô gái cùng quê. Cuối năm 1975, chúng tôi tổ chức lễ thành hôn. Đến tháng 2 năm 1979, tôi lại cùng sư đoàn tham gia chiến đấu ở biên giới phía bắc, rồi đầu năm 1981 tôi nhận quyết định về công tác tại nhà xuất bản quân đội nhân dân. Khoảng cuối năm 1980, yến đến nhà cậu tôi lần cuối cùng và để lại một tờ giấy với vài dòng, em biết anh đã lập gia đình và có con gái đầu lòng em chúc mừng anh chị. Cầm lá thư trên tay, tôi bỗng thấy người mình như bị trúng gió, lảo đảo phải ngồi vội xuống ghế. Không biết giờ này yến ở đâu, cuộc sống ra sao, tôi biết tìm cô ở đâu bây giờ. Tháng 8 năm 1982, tôi nhận quyết định chuyển công tác vào nhà máy in quân đội 2 tại thành phố Hồ Chí Minh để tạo điều kiện cho tôi ổn định, cục xuất bản đã cho vợ tôi vào làm công nhân viên quốc phòng tại nhà máy. Mặc dù chuyển công tác vào phương nam Tôi chưa bao giờ ngưng ý định tìm Yến. Tôi nghĩ, nếu muốn biết Yến ở đâu, có lẽ chỉ còn cách về quê tìm bố mẹ Yến và gia đình anh Bảo. Nhưng trong lúc tôi bận rộn với công việc và lo cho đàn con thơ thì khó mà đi được. Tình cờ, năm 1995, khi họp mặt truyền thống của Tổng cục Chính trị, tôi gặp lại anh Bảo. Hóa ra sau khi nghỉ hưu, anh Bảo chuyển vào sống cùng các con ở thành phố Hồ Chí Minh gặp lại nhau sau hơn 20 năm, chúng tôi hỏi thăm về sức khỏe gia đình rồi tôi hỏi anh có biết yến giờ ở đâu không anh bảo bảo sau khi học xong yến được điều về làm việc tại nhà máy hóa chất ở cần thơ tôi quen một bác sĩ ở cần thơ biết địa chỉ của cô ấy để tôi về hỏi rồi báo chú chỉ một tuần sau anh bảo báo tin rằng yến đã có chồng và sinh được ba cậu con trai vấn đề lúc này là làm sao đến thăm yến mà không khiến chồng cô nghi ngờ vì băn khoăn chuyện này dù vài lần có công tác ở cần thơ tôi chỉ dám đứng từ xa quan sát nhà Yến mà không bước vào. Tôi lo chồng cô hiểu nhầm mà ghen tuông, khiến cô phải khổ. Một lần, tôi ngồi uống cà phê trước cửa nhà cô khá lâu, và bất giác làm một bài thơ. Em có còn yêu thơ, mỗi lần đến cần thơ, lòng lại như bốc lửa, biết em ở phương này, tôi thường dạo phố đây, 20 năm yên ả, dòng thời gian lặng trôi, sông hậu bao lần vơi, biết số nhà em rồi, tim tôi càng thổn thức có gì chẳng bước nổi, nhìn đàn trẻ ca hát, nhớ lại bao kỷ niệm, chiều tây đô tím ngắt, nhà em đã lên đèn, tôi xuống phà sang ngang, dẫu lòng đầy nỗi nhớ, về Cần Thơ, em ở, em có còn yêu thơ, tôi chép bài thơ vào sổ cho khỏi quên, nhưng không biết gửi cho ai. Chuyện yêu yến, tôi đã kể cho vợ nghe nhiều lần từ khi mới lấy nhau. Khi tôi về báo tin đã có địa chỉ của Yến, vợ tôi hỏi ngay. Anh đã tới thăm vợ chồng chị Yến chưa? vẫn chưa anh ngại lắm có gì mà phải ngại bạn bè giờ gặp lại nhau là chuyện bình thường anh sợ người ta ăn thịt à để lần sau anh đi công tác cần thơ em sẽ đi cùng vợ tôi kiên quyết đi thăm vợ chồng yến cùng tôi khi tới trước cửa nhà yến cô vội vàng bấm nút chuông chưa đầy một phút yến đã ra mở cửa tôi và yến chưa kịp nói gì thì vợ tôi nhanh nhẩu xin lỗi chị là chị yến phải không người này thì chị biết rồi còn em là Nhi, vợ của anh ấy. Nhân chuyến anh Sơn đi công tác, em theo anh xuống thăm vợ chồng chị. Sau vài giây ngỡ ngàng, Yến reo lên, ôi trời, anh Sơn, trời xui đất khiến mà anh chị cũng tìm được nhà em rồi. Yến gọi với vào nhà, anh Khánh ơi, có vợ chồng anh Sơn đến thăm nhà mình này, các con đâu, ra chào hai bác ngay. Ngay sau đó, anh Khánh, chồng Yến, xuất hiện và chào hỏi. Chào anh chị, bao nhiêu năm nay, Vợ tôi kể nhiều về anh mà hôm nay mới được gặp cả hai anh chị. Lúc này, cả ba đứa con của Yến cũng ra chào chúng tôi, lễ phép và dối rít. Sau vài phút thăm hỏi ban đầu, Yến dục vợ chồng tôi đi tắm rửa, rồi dẫn chúng tôi đi ăn. Sau khi xong xuôi, Yến gọi anh Khánh và các con cùng ngồi quây quần, ăn trái cây và kể về quãng đời của mình trong những năm qua. Yến bắt đầu kể, sau khi mẹ em phản đối không cho em và anh yêu nhau, qua những phân tích của anh, em cũng thấy nhiều điều đúng khi đó cả anh và em còn trẻ chỉ nghĩ thích nhau là yêu không lường trước những khó khăn sau này dù mẹ ngăn cản em vẫn rất thương và yêu anh nhưng em cũng nhận ra rằng chúng ta không thể tiến tới hôn nhân nên tốt nhất là giấu biệt tung tích để anh yên tâm lấy vợ chăm sóc mẹ già sau khi ra quân em ôn thi và vào học trường cao đẳng dạy nghề ở hà bắc ngày đó em vẫn thường về hà nội và ghé nhà cậu anh để hỏi thăm tin tức qua cậu anh Em biết cuối năm 1975 anh đã xây dựng gia đình, và năm 1978 anh có con. Em mừng lắm, coi con anh chị như con mình. Khi ra trường, em được phân công vào làm tại nhà máy hóa chất ở khu công nghiệp Trà Nóc. Sau đó, em kết hôn với anh Khánh. Khi ấy, em có trách mẹ, ngày xưa con định lấy chồng ở Hà Bắc, mẹ chê xa. Giờ con lại phải lấy chồng còn xa hơn cả chục lần. Mẹ chỉ bảo, cha bố mày, vợ chồng là duyên số yến tiếp tục khi em có thai đứa con thứ hai và đang nằm viện anh khánh bị tai nạn giao thông suýt không qua khỏi vì em vừa sinh xong sức yếu nên mọi người giấu không cho em biết chuyện một tuần sau khi em vào viện thăm anh khánh vẫn còn phải băng bó khắp người nhưng bây giờ các con em đã khôn lớn và có thể giúp đỡ bố mẹ rồi em cũng nhiều lần nghĩ đến anh chị nhưng không bao giờ nghĩ rằng anh chị đã chuyển vào nam sinh sống và càng không nghĩ chúng ta lại có ngày gặp nhau nghe tin anh chị có cuộc sống khá giả và các cháu trưởng thành em mừng lắm cả vợ chồng tôi và anh khánh ngồi lắng nghe yến nói tôi thật không ngờ trong những năm đầu chia tay dù gặp rất nhiều khó khăn yến vẫn thường ghé thăm nhà cậu tôi để hỏi thăm tin tức chỉ khi biết tôi đã yên bề ra thất yến mới yên tâm lo cho cuộc sống của mình trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại